cho phép Thu Hương xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của tất cả các thành viên thuộc mạng lưới Women Leader ASEAN và các khách mời cùng với hội đồng cố vấn đã cùng có mặt tại đây để tham gia sự kiện Gala Dinner tổng kết một năm hoạt động của mạng lưới Women Leader, cũng như là vinh danh những quyền năng phái đẹp, những người đã có đóng góp cho sự phát triển của mạng lưới Women Leader trên toàn cầu. First, please let me have the sincere appreciation to all of you attend here tonight, especially our advising member, our special guests, VIP guests, and all of you to come to this gala dinner to conclude the operation of Willing in 2018. Vâng, và giờ đây thì cho phép Thu Hương xin được có một số thông tin để có thể báo cáo với các thành viên thuộc mạng lưới và đồng thời cũng có thể chia sẻ với quý vị tầm nhìn và sứ mệnh của mạng lưới Women Leader. Bởi vì đến tham dự chương trình ngày hôm nay, bên cạnh những thành viên chính thức, chúng tôi còn có những vị khách mời đặc biệt, những người mong muốn biết rằng là hoạt động của Women Leader như thế nào và chúng tôi đã làm được gì trong suốt một năm vừa qua và sứ mệnh chúng tôi muốn phát triển trong năm 2019 là gì ạ? And we would like to give you some special number, some information about the operation of Willing the last year. Because attend here tonight is not only our Willing member, but also people that never know about Willing. Thưa quý vị, mạng lưới Women Leader được bắt nguồn từ Việt Nam vào năm 2013 với một mong muốn, đó là kết nối những lực lãnh đạo thành công ở khắp nơi trên thế giới để cùng nhau chia sẻ, học hỏi, để giúp nhau thành công hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Và đặc biệt, sứ mệnh của Women Leader đó là vì sự tiến bộ của phụ nữ. Our Willing starts in 2013 with a mission to compete with all the excellent women leaders around the world. And our vision is make people become more successful, more pretty and happier. Và vào tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã có một cái chiến lược với mong muốn là phát triển mạng lưới Women Leader mạnh mẽ hơn nữa thông qua hoạt động nhượng quyền, phương pháp phát triển mạng lưới Women Leader từ Việt Nam ra các nước trên thế giới. Và mục tiêu của năm 2018 đó là đạt được khoảng 20 club và 600 thành viên. Thì cho đến bây giờ tôi xin được vui mừng thông báo với tất cả quý vị, các thành viên đến từ khắp nơi. Đó là tính tất cả các câu lạc bộ trong khu vực châu Á. Chúng ta đã lên đến 30 thành viên và 30 câu lạc bộ và 1.000 thành viên, thưa quý vị. And for our 2018 strategy, we come up with franchising, with helping Willing to develop all around the world. With our planning of 2018, we plan that we will have 20 clubs and 600 members. But now I'm very happy to announce to you that until now we have 30 clubs and more than 1,000 members around the globe. Và những nhân vật xuất hiện trên sân khấu vừa rồi đại diện cho các club, quý vị cũng có thể nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của Women Leader. Và mục tiêu của Women Leader đến năm 2020 đó là có thể phát triển được 100 partner, 300 câu lạc bộ và 30.000 thành viên để tạo ra một mạng lưới với các cơ hội kết nối kinh doanh của các nữ lãnh đạo trên toàn cầu. And all the ladies that you see on stage earlier, they all belong to our Willing network. And our vision, our target for 2020 is that we will have 100 partners, 300 clubs, and 30,000 members to connect the leader business women all around the world. Vâng, và với hình ảnh này, quý vị có thể nhìn thấy triết lý quan trọng nhất của Women Leader đó là triết lý lãnh đạo, hoạt động cộng đồng theo tinh thần nhân tâm. Có nghĩa là người chủ tịch của mạng lưới, người lãnh đạo của một câu lạc bộ phải có tinh thần phục vụ và tôn vinh các thành viên của mình. Chính vì vậy, mỗi một thành viên là một hạt nhân phong trào, là một người đem đến có thể chia sẻ và xây dựng hoạt động cộng đồng giúp cho phụ nữ ngày càng đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. As you can see, it's on our model. With us, we operate in the model of human heart, which means each and every member should be a special heart that can spread and affluent all the women, all the ladies around. Vâng, và xin mời next slide. Thưa quý vị, với 5 cái tiêu chí khi tham gia thành viên của Women Leader, các thành viên sẽ có thể, thứ nhất là chúng ta phát triển được mối quan hệ trong kinh doanh. Thứ hai, chúng ta có thể xây dựng được thương hiệu và uy tín cá nhân. Điều thứ ba, các thành viên tham gia đó là việc học hỏi và phát triển bản thân thông qua những hoạt động business lunch hàng tuần. Và điều thứ tư, đó chính là cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh thông qua network. Và cuối cùng, đó là chúng ta có thể đóng góp cho cộng đồng.
As you can see, there's five special benefits when you join Willing. First is develop your business connection. Second is build your personal branding. And third is learn and develop yourself throughout business lunch every week. And fourth, develop throughout the activity of all your members throughout in your network. And fifth, to have the opportunity to contribute back to your community. Xin mời next slide. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy các hoạt động và các sự kiện lớn đã được diễn ra trong suốt năm qua. Xin mời next slide. And you can saw on stage is all our special event for the last years. Next slide. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi đã có rất nhiều những hoạt động kết nối kinh doanh ở trong nước và quốc tế. Next slide. We have a lot of connection activity for business not only in Vietnam but also around the world. Vâng, xin mời các bạn hãy dịch chuyển tiếp slide để cho quý vị có thể nhìn thấy một loạt các hoạt động ra mắt của các câu lạc bộ thuộc Women Leader ở khắp nơi, tại trong nước cũng như trong các khu vực ASEAN. Chúng tôi có hoạt động tại Malaysia, hoạt động tại Indonesia, hoạt động tại Singapore và nhiều hơn nữa. And you can saw all the launching event of Willing Clubs, not only in Vietnam, but also in Indonesia, Malaysia, Singapore and many more places. Vâng, và năm 2019 sẽ được bắt đầu bằng hoạt động đầu tiên, đó là vinh danh những quyền năng phái đẹp, những người phụ nữ đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng. Và chắc ở đây quý vị có thể nhận thấy các nữ lãnh đạo của chúng ta vô cùng xinh đẹp. Và tôi cũng xin được thưa quý vị rằng chúng tôi không muốn các nữ lãnh đạo của chúng ta chỉ bước lên sân khấu một cách đơn giản, nhận được một sự vinh danh, mà họ còn có những cái trải nghiệm đặc biệt thông qua một hành trình hoàn thiện và khám phá bản thân. Và ngày hôm nay là hoạt động báo cáo kết quả của các ứng viên, các thành viên thuộc mạng lưới của Women Leader khi tham gia quá trình học tập và hoàn thiện bản thân mình cùng với hoạt động của Women Leader và Học viện Pro Image. And we already start our year with the Willing Asian Beauty Queen 2019. And with this journey, it's not only the lady come on stage, put on a show, but it's also a journey, the experience of all the lady after they go through the Pro Image training. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng là các thành viên của Women Leader bước lên sân khấu với đầy sự tự hào bởi vì họ đã vượt qua được các giới hạn của bản thân, tự tin để thể hiện. Tôi còn nhớ rất nhiều các nữ lãnh đạo khi mới bắt đầu tham gia vào ngôi nhà chung của Women Leader còn e ngại, còn rụt rè, thì đến bây giờ khi họ xuất hiện trên sân khấu thật tự tin, thật mạnh mẽ, họ đại diện cho quyền năng của phái đẹp. And I still remember the first day when all our female business women, they came on the common house and they still shy, they still worry, they still scared, but now they probably work on stage. Vâng, và trong tháng 2 thì chúng tôi có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Bạn có thể cho next slide. Chúng tôi sẽ có một sự kiện đặc biệt, đó là sự ra mắt của mạng lưới Women Leader tại Kenya. Và chúng tôi nhận được sự chào đón của Tổng thống Kenya cùng với First Phu Nhân. Sự kiện sẽ được diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Và chúng tôi chờ đón sự tham gia của các thành viên thuộc mạng lưới Women Leader tại ASEAN. Chúng ta sẽ lan tỏa cái giá trị tích cực của Women Leader đến với các nữ lãnh đạo tại Kenya. And for February, we will have very special activity, that the launching of our Willing Kenya. And we will be welcomed by the special president of Kenya together with his first lady. That will be in the 26th of February through March the 3rd.